chào các bạn. Hôm nay mình sẽ training cho các bạn hai skill, đó chính là hai kỹ năng để thay thế chip LED trong các bóng đèn LED nha các bạn. Một là chip LED trên các bóng đèn LED tiếp LED T8 hoặc là LED chữ U, LED C, LED chữ U hoặc là bóng LED book. Ở đây sẽ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp hàn trực tiếp, còn phương pháp thứ hai là phương pháp hàn gián tiếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp hàn gián tiếp nha các bạn. Ưu điểm của phương pháp hàn gián tiếp là chúng ta tác động nhiệt làm cho chì nóng chảy, tác động nhiệt mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc LED như này, không ảnh hưởng trực tiếp nên nó sẽ có ưu điểm hơn so với hàn trực tiếp. Sẽ cái chiếc LED thay thế hoặc là lấy ra sẽ không bị chết, ít bị chết hơn so với hàn trực tiếp nha các bạn, vì ít chịu ảnh hưởng của tác động nhiệt. Cái chiếc LED này rất nhạy nhiệt nha các bạn, đặc biệt là mấy chiếc chip LED của Trung Quốc. Chip LED của Samsung thì nó chịu được nhiệt độ cao hơn cái chip LED này. Nếu cái này mà chip LED này mà nhiệt độ mà cao một chút, đến quá nhiệt độ là nó sẽ đứt, dễ bị đứt hư hỏng hơn so với chip LED Samsung nha các bạn. Và cái phương pháp hàn trực tiếp thì đợt sau mình sẽ nói, còn đây phương pháp mình sẽ giới thiệu các bạn hàn gián tiếp. Hàn gián tiếp thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sử dụng mỏ hàn cho mình. Cái mỏ hàn mình hay sử dụng là 20W, 40W, 220V, hàn nhiệt thông thường nha các bạn. Cách thứ hai là mình sử dụng máy khò để lấy chip LED này ra. Ở đây đối với sử dụng mỏ hàn thì đối với việc sử dụng mỏ hàn thì chúng ta chỉ áp dụng được với những cái LED mà có cái lớp nền, lớp bo như thế này. Bo mạch của đèn LED T8 thì áp dụng được, nó mỏng nên nhiệt nó tác động nhiệt vô nó còn có thể làm nóng dễ chì. Nhưng nếu mà áp dụng so với đèn LED chữ U, ở đây là thanh nhiệt dày, rất dày nha các bạn. Đó, trên cái thanh nhét LED này là thanh nhôm rất dày, nên cái phương pháp dùng mỏ hàn này sao không ăn thua. Hay là làm sử dụng trên laptop cũng không thể được, nên chúng ta phải dùng máy khò. Ở đây mình sẽ thao tác trực tiếp nha các bạn. Lấy và thay chip LED bằng mỏ hàn. Đây là cách thứ nhất. Trước tiên các bạn hãy dùng đồng hồ số chỉnh và thang đo nhân 1 cho mình. Các bạn test từng chip LED. Các bạn đặt vào anode cathode nha các bạn. Đặt vào nếu mà LED sáng và LED tốt. Không có, các bạn chưa biết chiều thì các bạn đảo qua đo. Các bạn đảo qua đo cho mình các bạn. Đây, LED sáng. Ở đây mình sẽ đánh dấu. Mình thao tác trực tiếp lên thanh đoạn LED này bằng mỏ hàn. Các bạn để cho mình một ít nhựa thông nha các bạn, nhựa thông một mỏ hàn. Chấm nhẹ nhẹ lên hai đầu cho nó dính nhựa thông một chút xíu.
Sau đó các bạn dùng mỏ hàn, các bạn ghé lên bất kỳ chỗ nào, các bạn nằm xuống và đặt trực tiếp cái thanh led này lên cái thân mỏ hàn. Cái này mà lấy rất nhanh nha các bạn. Nhưng mà cái này cách này chỉ có áp dụng được là cái phần đế mà gắn cái chip led này nó mỏng, nó nhẹ. Đây là xong rồi nha các bạn. Đã lấy chip led thành công. Các bạn thao tác tương tự nha các bạn. Mình lấy ra mình hàng hoặc là mình hàng lại. Để trực tiếp trên cái thân của cái mỏ hàng nha các bạn. Đây nè. Cái này là cách hàng gián tiếp. Các bạn muốn hàng lại thì các bạn đỡ là ngược lại. Đỡ lên trên thân đây nè. Mình sẽ làm trên vị trí này. Các bạn để cho nó nóng một tí. Rồi các bạn đặt led lên. Có thể chấm một ít mỡ hàn. Rồi, các bạn đá chân một xíu. Ok. Chúng ta hàng đã xong nha các bạn. Đây. Cái cách này chỉ có áp dụng với những cái thanh mà đặt led nó mỏng như cái đèn led T8. So với đèn led bulb hoặc là led chữ C, chữ U thì hoàn toàn không được nha các bạn. Tại vì cái miếng mà để lót cái đế mà gắn chip led này nó dày, rất dày, mà kim loại nữa. Nên dùng cái món hàng không ăn thua đâu. Chúng ta test lại nha các bạn. Đây, vị trí này. Đó, anode cathode. Rồi, sáng bình thường nha các bạn. Ok. Đồng thay thành công nha các bạn. Cái cách này rất hữu ích. Vì không trực tiếp, tránh trực tiếp nhiệt lên led nên led nó sống, tỷ lệ sống rất cao. Đây là led chữ U. Nó có một cái thanh nhôm tản nhiệt rất dày. Nên rất khó mà lấy bằng cái mỏ hàn này. Trừ khi các bạn sử dụng phương pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp thì mình sẽ giới thiệu video sau nha các bạn. Những cái này, những cái led này hoặc là bên led bulb. Led bulb sẽ có một thanh nhôm, có miếng nhôm ở đây. Thì chúng ta sẽ dùng phương pháp lấy gián tiếp bằng mỏ hò. Để mình xải hai chân nguồn ra, hai chân nguồn led driver. Rồi. Rồi, ra nha các bạn. Trên đây sẽ có hai con ốc. Các bạn lấy tô vít mở ra cho mình. Sau khi tháo hai con ốc này ra,
các bạn sẽ nảy lấy phần modulate này lên. Đây. Đây là cái lớp kem tản nhiệt nha các bạn. Lớp kem tản nhiệt. Nó giống như cái lớp tản nhiệt cho CPU của máy vi tính. Trong máy tính để bàn hoặc là laptop á, sẽ có CPU cái kem này có tác dụng tản nhiệt y hệt như vậy. Check lên nó mà tản nhiệt. Cái này tản nhiệt cho module LED này. Cái thanh này hoàn toàn bằng kim loại nha các bạn. Cũng bằng lớp nhôm. Giống như lấy chữ U nhưng mà cái này nó mỏng hơn một xíu. Rồi. Các bạn muốn thay thế một chip LED bất kỳ, giả sử con này hư đi, các bạn sẽ không thể sử dụng món hàng mà sao bạn sẽ giữ sử dụng kho cho mình. Mình sẽ thay thế con này. Các bạn bật máy kho lên nha. Các bạn đã một vị trí bất kỳ. Chờ mỏ kho nóng lên một xíu để chúng ta có thể hàng lấy ra được rồi. Còn đây là một con chip laptop mình đã thay vô vị trí vừa rồi. Trước khi thay các bạn phải đo giùm mình nha. Đo cho nó phát sáng là ok. Các bạn cũng chỉnh đồng hồ cho thang đo nhân 1. Đặt hai que đo vào chân anode và cathode của LED. Nếu nó phát sáng là ok nha các bạn. Đây. Các bạn thấy nó phát sáng không? Là LED tốt nha các bạn. Đây là con LED tốt. Còn đây là con LED hư. Mình sẽ thay thế. Các bạn để đúng chiều cho mình anode cathode. Đây, vị trí thay con LED nè cho các bạn. Mình làm tương tự như cách hồi nãy. Mình sẽ cho một ít mỡ hàng. Sau đó mình dùng máy khò. Không khò trực tiếp nha các bạn. Khò trực tiếp mà các bạn không che chắn lại sẽ dễ làm chết con LED. Cái thao tác lấy ra mà hàng đóng lại y hệt như vậy. Các bạn khò nóng cho mình. Để phía dưới cách một khoảng cách thở vừa đủ để làm nóng cái thanh nhôm này. Từ đó nó là nóng chảy chì. Sẽ làm con LED cái mối nối chì giữa con LED và cái main board này sẽ tách ra. Nó mỏng nó chảy ra các bạn. Mình gấp dễ gấp ra. Các bạn bây để khò chút xíu nha. Nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn tăng nhiệt lên. Tăng nhiệt tăng gió. Dạ, thấy nó sôi rồi nè các bạn. Các bạn nhớ đá chân nha các bạn, đá chân nhẹ. Ok, vậy là gấp ra được rồi các bạn. Đây là con LED cũ hư ha. Còn đây là con LED tốt. Có chân dài chân ngắn nha các bạn. Tương ứng với chân anode cathode. Các bạn sẽ để ý cho mình.
phía trên cái quỹ menbar này cũng có cái chân dài chân ngắn nha các bạn. Mình chỉ cần hàng sao cho chân dài ứng với chân dài của led và chân ngắn ứng với chân ngắn của led là xong. Và tương ứng với chân anode cathode của led đúng không ạ? Một số cái module led này chì phía dưới sẽ bị chai các bạn, khó lấy. Cứ khó lấy cũng khó hàng các bạn. Trước khi làm các bạn nên xì chì cho mình. Lấy một ít dây chì xì lên cho nó dễ hàng. Xì chì các bạn cho một ít mỡ hàng á. Các bạn dùng mỡ hàng xì một xíu. Rồi, được rồi nha các bạn. Đây là hai vị trí anode chân, anode cathode trên bo. Anode cathode trên bo mình vừa xi chì thêm nha các bạn. Quỹ chì cũ đó đã chai rồi. Mình xi thêm để cho chì nó mềm, nó dễ bám dính lên. Xi cho xong thì mình có thể hàng lại nha các bạn. Đây này. Ở đây có chân dài, chân ngắn ứng anode cathode. Mình không quan tâm đến anode cathode, mình chỉ cần đo đây nè. Chiếc led này có chân dài chân ngắn, chân dài chân ngắn. Mình chỉ đặt tương ứng chân dài chân ngắn của trên bo là ok. Theo lời khuyên của mình thì các bạn nên khò nóng nha. Khò cho chì đây bên trên đây nóng chảy trước. Rồi các bạn gắn chip led vô. Như vậy nhiệt sẽ không tác động đến trực tiếp đến chip led, làm chip led sẽ sống nhanh hơn. Nó khó ít bị chết các bạn, ít bị chết vì tác động nhiệt. Còn nếu các bạn bỏ vô đây khò trực tiếp cũng được, nhưng mà cái tỷ lệ sống nó thấp hơn ha. Rồi mình sẽ dùng máy khò. Các bạn khò nóng cho mình nha, tương tự như hôm nãy. Cho một ít mỡ hàng. Các bạn đợi cho chị nóng chảy nha các bạn. Chút xíu là nóng chảy liền à. Thôi các bạn đặt chip led vô thôi rồi ok. Cho nó một xíu mở hàng cho nó dễ bám. Rồi, như vậy đã xong nhé các bạn, rất nhanh. Khỏi cho led dính là ok nha các bạn. Rồi, như vậy đã xong. Đây là vị trí chip led vừa thay nha các bạn. Các bạn cho một ít mỡ, cái kinh nghiệm của mình là cho một ít mỡ hàng, là các bạn khò cho chì chảy, các bạn thả xuống là nó tự động nó bám vào thẳng hàng như y nguyên vậy. Rồi chúng ta sẽ gắn lại trên bo để thử, gắn bo led driver cho thử. Còn này là chip led hư nha các bạn, con này chip led hư ha.
Đây, các bạn ngắn lại cho mình nha. Các bạn xoay cho đúng cái lỗ để bắt ốc vô, gắn ốc tản nhiệt ha. Các bạn sẽ bắt ốc vô hai vị trí như lúc đầu. Đây, còn có ốc nữa. Ok nha các bạn, mình hàn dây nguồn của led driver vô module led này. Dây đỏ là dây dương nối với chân dương, dây còn lại là chân âm ha. Rồi, chưa gì các bạn thấy sáng không? Đây nè. Hàng xong một dây nha các bạn, hàng tiếp đi bên đây. Cái gì nó ok nha các bạn. Đây, thử thấy chiếc chip led rồi thay. Mình test thử nha các bạn. Sau đây mình sẽ test thử cái chiếc led mở được hay nha. Vị trí này mình sẽ dùng một chui cắm quặn như bình thường nha. Các bạn lấy cho mình mỏ cắm. Rồi, chúng ta bật công tắc để test. Kiểm tra kỹ nha các bạn. Ồ, sáng hết rồi. Sáng hết chứng tỏ led thay ok thành công nha các bạn. Toàn bộ led sáng hết nha các bạn. Là thay thành công ha. Sau đó mình sẽ lấy cái ốc nhựa gắn lại là ok. Rồi, xong nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Video kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho các bạn các phương pháp hàn trực tiếp. Đây là phương pháp hàn gián tiếp. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.